Cuộc ly hôn bí ẩn của Quang Dũng và hoa hậu Jennifer Phạm, khúc mắc 15 năm chính thức được hóa giải sau gần 15 năm. Cuộc ly hôn ấy mới có chính thức có câu trả lời. Ca sĩ Quang Dũng sinh năm 1975 tại Bình Định. Anh được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngót ngào, có phần da diết qua những giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng như còn ta với nồng nàn, còn đó chút hồng phai, vì đó là em, về đâu em hỡi, vị ngọt đôi môi, chuyện của tôi khi Đồng thời anh cũng là một trong số rất ít nam ca sĩ thành công với những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hồi năm 2007, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Quang Dũng bất ngờ kết hôn cùng Jennifer Phạm, tưởng chừng cả hai sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn. Thế nhưng đời không như mơ, họ đã quyết định đường ai nấy đi sau hai năm chung sống. Hai người ly hôn trong lặng lẽ và lý do chia tay là gì là điều khiến công chúng tò mò hơn cả. Có thời điểm, sau khi ly hôn, Jennifer Phạm cho biết cô không còn tin tưởng vào tình yêu vĩnh cửu tuy nhiên người đẹp vẫn có thể sẵn sàng chấp nhận và duy trì cuộc hôn nhân này và chỉ cần hai người vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và tình nghĩa thì cô vẫn tiếp tục jennifer phạm từng cho hay có thể vì mình đã qua một lần đổ vỡ rồi nên mình rất hiểu và luôn xác định tương lai là điều không biết trước mình luôn sẵn sàng để lỡ điều đó có xảy ra mình vẫn có thể sống tốt còn hiện tại thì chỉ biết cố gắng mỗi ngày để giữ lửa cho hạnh phúc đó tình yêu đó rất có thể ngày mai ra đường lại thấy một người nào đó tốt hơn chồng mình hay vợ mình và lý trí bắt buộc phải thua con tim jennifer nói thêm chưa dừng lại ở đó hoa hậu châu á tại mỹ còn từng gây xôn xao khi đề cập đến sự phản bội nếu một ngày phát hiện bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất thì jennifer không bao giờ chấp nhận jennifer đã trải qua thử thách đó rồi đã thử níu kéo bằng mọi cách nhưng không được hoa hậu chia sẻ còn về phía quang dũng Nam ca sĩ thừa nhận anh và vợ cũng phải tốn không ít thời gian để có thể cởi mở và gặp lại nhau sau khi chia tay. Con người không phải ai cũng có tất cả. Tôi có sự may mắn, có hạnh phúc, có nụ cười và cũng có sự chia ly, mất mát. Khi hết duyên nên dành sự tử tế cho nhau. Anh nói. Hoa hậu Jennifer Phạm và Quang Dũng ly hôn vào năm 2009. Cả hai đều không nhìn mặt nhau trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên sau này cặp đôi đã khá cởi mở với nhau hơn. Nói về chuyện từng cạch mặt nhau. Quang Dũng từng chia sẻ, tôi và Jen gần như không nói chuyện, chỉ khi có việc cần thiết mới liên lạc. Tôi có nhắn tin rất nhiều lần nhưng Jen không trả lời. Tuy nhiên khi thời gian trôi đi, quá khứ khép lại và Jen tìm được hạnh phúc riêng, chúng tôi mới trò chuyện và chia sẻ với nhau trong để cùng chăm sóc, nuôi dạy Bảo Nam. Tôi là người chủ động làm hòa vì Sen đã giận thì không bao giờ muốn nói chuyện. Hiện tại, Quang Dũng vẫn độc thân, hoa hậu Jennifer Phạm đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Đức Hải. Cô đang hạnh phúc với chồng hiện tại cùng các nhóc tỳ vô cùng đáng yêu. Ông xã hiện tại của Jennifer rất yêu thương Bảo Nam, con chung của vợ và Quang Dũng. Họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Bảo Nam hiện đang sống ở Mỹ cùng bà ngoại, đến hè cậu bé về Việt Nam hội ngộ với mẹ. Ly hôn Hoa hậu Jennifer Phạm hơn 10 năm, Quang Dũng vẫn chưa đi bước nữa. Jennifer Phạm thì đã ba con bên chồng mới. Hoa hậu Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng kết hôn năm 2007 sau khi họ đóng chung bộ phim Những chiếc lá thời gian hôn nhân được 3 năm thì cặp đôi tuyên bố ly hôn, có một con trai chung. Cặp đôi ly hôn khiến bao khán giả tiếc nuối. Jennifer Phạm từng trả lời rằng, có thể cuộc hôn nhân với Quang Dũng là vội vã, vì hai người cưới nhau khi mới quen biết chưa đủ một năm. Cặp đôi cũng mất thời gian khó có thể đối thoại và trong tình trạng căng thẳng nhưng vẫn luôn thống nhất bàn bạc quan điểm nuôi con. Sau đó Jennifer Phạm và Quang Dũng có nhiều lần gặp lại, họ cũng từng đứng chung trong một khung hình và cũng không ngần ngại khi chạm mặt nhau. Cuối năm 2012, Jennifer Phạm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Đến nay vợ chồng Jennifer Phạm đã có ba con chung gồm hai gái một trai. Những bức hình gia đình mà Jennifer chia sẻ cũng thường có hình ảnh con trai lớn, con chung với ca sĩ Quang Dũng. Jennifer Phạm cũng dành nhiều lời khen cho chồng, gia đình cô đầm ấm hạnh phúc, chồng thương con riêng của vợ và cậu bé Bảo Nam cũng thương các em cùng mẹ khác cha. Mặc dù đã bốn lần sinh nở nhưng hoa hậu Jennifer Phạm vẫn giữ được sắc vóc nụt nà. Jennifer vẫn thường xuyên tham gia làm MC cho các chương trình sự kiện. Sau ly hôn Quang Dũng sống càng kín tiếng, anh từng chia sẻ cứ 6 tháng ở Mỹ, 6 tháng ở Việt Nam. Nam ca sĩ miệt mài đi sâu nhưng anh không xuất hiện nhiều trên truyền thông. Nói về những thay đổi trong cuộc sống, Quang Dũng từng chia sẻ, lúc trẻ tôi từng bỏ lỡ nhiều thứ và hối tiếc mãi, đời tôi cũng có lầm lỡ, sai trái, đi qua tất cả những được mất hơn thua, tôi thấy đó mới đúng là cuộc đời vì nếu chỉ được mà không mất thì bây giờ tôi chưa chắc biết quý trọng hạnh phúc khi cuộc ly hôn diễn ra dư luận có tin đồn về giới tính của nam ca sĩ nhưng anh không giải thích bởi anh cho đó là chuyện cá nhân riêng tư tự dưng đi giải thích thì rất vô duyên anh cũng từng chia sẻ mẹ vẫn hỏi sao không lấy vợ nữa và nam ca sĩ cũng từng nói anh vẫn muốn lập gia đình nếu tìm được người cùng quan điểm sống tư duy nam ca sĩ từng nói anh đang hạnh phúc nhưng chưa một lần chia sẻ về người hiện tại ca sĩ quang dũng là người kín tiếng anh không muốn bộc lộ chuyện đời tư trước truyền thông. Ca sĩ Quang Dũng và một nỗi niềm quý ông sâu biết sau đổ vỡ hôn nhân với người đẹp Jennifer Phạm, ca sĩ Quang Dũng gần như tách biệt với đời sống sau Diogo. Công chúng chỉ thấy Quang Dũng thỉnh thoảng hát một vài show ở trong nước và rất ít tham gia các chương trình giao lưu. Sự trở lại của ca sĩ Quang Dũng với đĩa than nỗi niềm cho thấy quý ông 45 tuổi này đã tìm thấy lối đi riêng, dù đã bước qua phong độ đỉnh cao. Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ, đĩa than nỗi niềm được anh ấp ủ thực hiện trong vòng 3 năm, với sự cộng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung ở vai trò hòa âm, phối khí, đĩa than tốn nhiều công sức hơn CD, mọi công đoạn đều được tôi làm ở Mỹ, tôi phải thu âm trong căn phòng có sức chứa đủ cả dàn nhạc. Đầu tư một khoản thời gian và tài chính không nhỏ, ca sĩ Quang Dũng quyết định chọn 8 bài hát gắn bó với hành trình ca hát của mình, như tôi với trời bơ vơ, Tùng Giang, Cô Đơn, Nguyễn Ánh Chín, Nếu Một Mai Em Qua Đời, Phạm Duy. Tạ Tình, Hoàng Thi Thơ, Nỗi Niềm, Tuấn Khanh, bài không tên số 5, Vũ Thành An, có những niềm riêng, Lê Tín Hương, vì đó là em, Diệu Hương, Thổi chập chững nhập cư giới giải trí Sài Gòn. Chàng trai Thái Văn Dũng lấy nghệ danh Quang Dũng rất chật vật để có được sâu diễn. Hành trang duy nhất của ca sĩ Quang Dũng là giải thưởng tiếng hát học sinh thành phố Quy Nhơn. Ở đô thị nhộn nhịp phương Nam có nhiều giọng ca chữ tình khá đặc sắc nhưng mãi mãi chỉ hát tại phòng trà. Cuộc đời ca sĩ Quang Dũng có lẽ cũng buồn tẻ như vậy nếu không có cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từng học ở Đại học Sư Phạm Quy Nhơn và sống nhiều năm tại Bình Định, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có cảm tình khi nghe ca sĩ Quang Dũng hát lại biển nhớ. Sẵn bài hát vừa viết xong có tên gọi biển nghìn thu ở lại, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tặng cho ca sĩ Quang Dũng. Sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, sự tiếc thương lan tỏa khắp nơi. Đúng lúc ấy, album biển nghìn thu ở lại của ca sĩ Quang Dũng xuất hiện và bật lên thành hiện tượng. Và khi người ta đã chấp nhận bỏ đi những yếu tố ngắm nghía xem áo và son phấn, thì giọng hát của ca sĩ Quang Dũng có cơ hội tiếp cận đám đông. Một bài hát nữa của nữ nhạc sĩ Diệu Hương mang tên vì đó là em đã đưa ca sĩ Quang Dũng lên hàng ngôi sao. Cách thành danh của ca sĩ Quang Dũng bình thường một cách bất thường giữa trào lưu ca nhạc lấy mắt bù tai. Do đó, không phải ngẫu nhiên thần tượng Bolero mời ca sĩ Quang Dũng ngồi ghế nóng vì anh chính là ví dụ sinh động cho những ai muốn chinh phục đời sống âm nhạc bằng chính chất giọng thiên phú của mình một khi sàn diễn khủng hoảng sáng tác mới và khủng hoảng phong cách biểu diễn thì phương pháp khôn ngoan nhất để chiếm lĩnh sự tin yêu từ phía khán giả là quay lại với những giai điệu quen thuộc như bolero đã bén dễ đâm trồi trong giới bình dân ca sĩ quang dũng không xuất thân trong một môi trường nghệ thuật anh có một tuổi thơ nghèo một buổi đi học một buổi bán quần áo ở chợ quy nhơn những bài hát đầu tiên vang trên môi quang dũng khi anh đạp xe đi giao hàng trên các con phố nhỏ quạnh hiu mang nét riêng duyên Hải Nam Trung Bộ. Cái chất phát hiện lộ bên ngoài vẻ điển trai của ca sĩ Quang Dũng lúc hội nhập sâu Ogo Sài Gòn cũng từng khiến nhiều người đẹp nắc nòm. Ngoài vài chiêu trò cùng ca sĩ Thanh Thảo để đẩy ca khúc vị ngọt đôi môi lên các bảng xếp hạng, ca sĩ Quang Dũng cũng làm nhiều nữ nghệ sĩ thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, bao nhiêu mỹ nhân đến cạnh ca sĩ Quang Dũng một cách vội vàng rồi cũng lìa xa ca sĩ Quang Dũng một cách âm thầm. Có bí mật gì ở đây chăng? Không ai biết được. Cô này cười nụ cô nọ cười duyên thôi. Thật bất ngờ, cô gái Việt Kiều Jennifer Phạm vừa đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 về Việt Nam đóng phim, thì cặp ngay với ca sĩ Quang Dũng. Phim trường những chiếc lá thời gian đã xe duyên cho họ rất nhanh chóng. Ngỡ là kỹ nghệ Pia cho bộ phim, ai dè họ cưới nhau luôn ngỡ là hạnh phúc thiên định bền lâu, ai dạy họ chia tay nhau cũng chấp nhóm hơn cả mọi sự tiên liệu. Sao vậy nhỉ? Chẳng rõ, đôi khi ở trong chăn mới biết chăn có vương hương thơm nước xả vải, hay chăn có giận. Kết quả cuộc tình rộn ràng Quang Dũng, Jennifer Phạm là cậu con trai Bảo Nam, ca sĩ Quang Dũng tỉ tê về tình phụ tử, nhưng Bảo Nam sống với mẹ. Bây giờ, Jennifer Phạm đã tái giá với doanh nhân Nguyễn Đức Hải và sinh thêm ba đứa con với chồng mới còn ca sĩ Quang Dũng vẫn lặng lẽ đi về như một quý tộc độc thân, sự tiếc nuối cũng dần nguôi, sự ngậm ngùi cũng dần tát, bẽ bàng hay xót xa cũng ghép lại, công chúng đành an ủi có thể khi ào đến bên nhau. Ca sĩ Quang Dũng choáng ngợp trước nhan sắc của Hoa hậu Jennifer Phạm còn cô gái Việt Kiêu thì choáng ngợp trước danh vọng của ca sĩ Quang Dũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vậy thôi, chả ai đoán được trăng khuyết lúc hạnh ngộ, trăng tròn lúc phân ly. Riêng ca sĩ Quang Dũng thắng suy tư mỗi khi nhắc lại chuyện cũ cuộc sống luôn chúc chắc không có gì là tự nhiên dễ dàng cả thời gian đầu chúng tôi từng rất căng thẳng không thể nói chuyện với nhau trong nhiều tháng trời dần dần chúng tôi mới vượt qua những giận hờn trách móc để có thể cởi mở nói chuyện lại với nhau đến giờ có thể nói chúng tôi chát với nhau hàng ngày rất thoải mái từ chuyện con thích gì đến con sẽ học thêm môn gì khi jennifer phạm tốt đẹp thì con mình cũng tốt đẹp làm cha làm mẹ phải lo cho con cái cả đời nếu mà gặp những chuyện không hay thì mình cũng phải biết cách tìm vui bởi vì theo đó con mình cũng chịu nhiều ảnh hưởng, đó không chỉ là niềm vui của Jennifer Phạm mà còn là của Bảo Nam, con trai tôi. Ca sĩ Quang Dũng và con trai Bảo Nam, dự âm hôn nhân với hoa hậu Jennifer Phạm có lẽ là an bung tình bỗng chốc là không được ca sĩ Quang Dũng dành nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, nghe nhà không thể phán xét cơm lành canh ngọt như thầy bói, ca sĩ Quang Dũng tiếp tục con đường âm nhạc của mình đến hôm nay, không có gì thay đổi. Như chính anh thổ lộ, nhiều năm qua tôi vẫn đi hát, chạy show liên tục nhiều người cho rằng mình một màu, chậm chậm, đều đều thậm chí là cũ kỹ quá. Tuy vậy, nét tính cách riêng đó đã được khán giả chấp nhận, nói đúng hơn tính cách đó là lợi thế của riêng Quang Dũng. Giả sư năm hay 10 năm đi hát còn tạo dựng được những cú sốc hay những sự thay đổi nhất định để đa dạng hơn, nhưng đã già rồi chẳng lẽ bây giờ lại hồi tin, hát nhạc trẻ trung thì không phù hợp lắm. Trong những năm ca sĩ hát nhạc trữ tình, ca sĩ Quang Dũng có thể duy trì phòng độ như Tuấn Ngọc, sĩ phú hay elvis phương không hơi khó đấy ca sĩ quang dũng có chất giọng đẹp nhưng không phải dạng độc đáo ca sĩ quang dũng có thể hát lại nhạc xưa một cách ngọt ngào nhưng để tạo ra một chiều kích khắc cho tác phẩm thì chưa thấy ngay với thể loại bolero mà ca sĩ quang dũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho thần tượng bolero cũng vậy album bolero bài thơ không đoạn kết mà quang dũng phát hành cách đây không lâu dường như chưa thể mang lại màu sắc sâu lắng hơn cho các ca khúc như mưa lệ hay hôn nhau lần cuối tuy nhiên quan niệm nghệ thuật và quan niệm hạnh phúc của ca sĩ quang dũng thì đáng ủng hộ theo tôi bây giờ người đối diện và khán giả nhìn vào mình không còn đánh giá là hát hay hát giờ nữa mà quan trọng là ở tinh thần và cốt cách bởi đứng trên sân khấu khán giả không chỉ nghe người ca sĩ đó hát mà còn đánh giá thần thái nét mặt văn hóa và cốt cách của người đó nghệ sĩ có tâm với nghề là nghệ sĩ có cốt cách tôi đi về một mình vẫn hạnh phúc chứ trong cuộc sống có người có nhu cầu về đời sống gia đình cũng có người lại muốn sống độc thân, tôi nghĩ, người độc thân chưa hẳn đã là người không hạnh phúc, cũng xin chia sẻ là đời sống hiện tại của tôi chan hòa, ung dung lắm, mình nói có người nghe, làm có người hiểu, bên cạnh tôi còn có những người bạn tốt, thực sự gắn bó và tin tưởng nhau.